Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thấy núi Bà Đen đó các bạn. Tôi ở Tây Ninh ha. Để mình zoom lại gần các bạn xem nè. Núi Bà đẹp quá trời luôn các bạn. Trên đó hiện nay còn đang xây dựng lắm chân đó. Thì các bạn biết mình đang đâu không? Mình đang ở trên vườn của thằng Đắng các bạn. Vườn mãn cầu của nó. Hôm nay đi chơi các bạn. Thì ở đây gần cái trạm điện nữa các bạn thấy không? Cái trạm điện này là trạm điện năng lượng mặt trời các bạn. Cái năng lượng mặt trời này người ta làm cặp trên cái bờ hồ á, hồ Dầu Tiếng vùng vùng đây nè, quá trời luôn nè. Ở Bình Định đất Tây Ninh thì thường thường trồng cây mì các bạn. Cây khoai mì á để làm bột ngọt các bạn. Còn nhà máy điện này người ta mới làm thôi, nhà máy điện lớn các bạn. Dài vòng vòng kia. Mình không có biết là nhà máy điện này là bao nhiêu, mình không rảnh các bạn. Đó thì hôm nay đi chơi các bạn. Từ chỗ đây nhìn lên núi Bà thì tầm khoảng cỡ nhiêu cây tắng? 7 cây. Lên núi Bà 7 cây hả bạn? Sáng bên thôi. Ha, bạn thấy ở núi Bà thì thường là mai nổi hết quên. Mà mãn cầu các bạn, mãn cầu rất là nổi tiếng. Thì các bạn thấy mãn cầu người ta làm á là làm trái xong bắt đầu mới bao lại các bạn. Ha, một cây như vậy á, thì trái người ta ngắt bỏ hết rồi. Cái trái nhỏ nhỏ bỏ hết. Chừa lại tầm khoảng như trái thôi. Một cây này cỡ như trái đó. 50 trái thôi. Ở 50 trái các bạn. Cây như vậy lấy chừng 50 trái à chứ không có nhiều. Một mùa các bạn. Hết cái mùa vụ xong bắt đầu mới cắt chuỗi đó. Bạn thấy không? Cây mãn cầu nhìn giống như cái bonsai vậy đó. Nhìn rất là đẹp đúng không bạn? Ha, để mình vô quay cho bạn xem nè. Thì thường thường các bạn đi núi Bà chơi á thì thấy người ta bán cái mãn cầu rất là nhiều các bạn. Thì mãn cầu núi Bà đó các bạn biết là nổi tiếng. Ha, hôm nay chỗ thắng chơi sẵn ghé quay cho bạn xem. Và cái mãn cầu của nổi tiếng của núi Bà các bạn. Đó, các bạn thấy một cái cây gì nè, cắt tỉa hết trơn các bạn, cắt giết cái cây nó tròn như cây bonsai vậy đó. Rồi ở trong nữa các bạn, cành nhánh ở trong các bạn thấy là sạch sẽ luôn. Đó, không có để lùm xùm các bạn. Rồi bắt đầu trái á thì người ta phải đi chấm bông nữa các bạn. Bông nó mới nở ra người ta chấm cho nó đậu trái, đậu trái xong bắt đầu người ta mới bao nó lại các bạn. Mãn cầu này trái bự lắm. Trái bự như nè, có trái gần nửa ký đó các bạn. Là gọi là mãn cầu sạch. Tức là không có xịt thuốc sâu các bạn. Ha, nếu mà mình không có bao nó lại đó, mình để khơi ở ngoài đó, thì bắt buộc phải xịt thuốc lắm chứ. Còn này khi mà mình bao lại thế này nè. Bạn thấy bao ở trong một cái túi ở ngoài một cái bịch ni lông nữa. Thì sâu rồi nó không có vô. Thành ra là trái mãn cầu sạch rất là ngon. Đó, mãn cầu núi Bà rất là ngon các bạn, mênh mông luôn nè. Một bên đây thì mãn cầu, bên đây thì cây khoai mì các bạn. Để mình vô qua cái vườn bên đây nữa cho bạn xem cái cây mãn cầu mà cắt á. Làm xong một vụ là cắt chui lưỡi luôn. Đó, cắt chui luôn các bạn. Thì nó mới có được cái cây mãn cầu nó thông thoáng, nó không có bị sâu bệnh. Sau đó bắt đầu mình mới làm trái. Đó, một năm vậy là năm là mấy mùa trái bạn? Tắng. Một năm là hai mùa trái các bạn. Đó, cái quy trình làm trái thì cũng dễ đơn giản các bạn. Cắt chuỗi xong bắt đầu là vô thuốc phân đồ này kia là nó ra trái, ra bông dữ lắm. Các bạn biết một cây mãn cầu nó ra bông khủng khiếp luôn á. Trắng trời luôn. Rồi xong nó đậu trái á, thì người ta chỉ có lấy những cái trái tốt thôi. Trái không bị đều các bạn. Nha. Những cái trái mà nó tốt tròn người ta mới đi bao lại hết. Nó làm rất là nhiều công đoạn mới ra được trái mãn cầu thương hiệu của núi Bà đó các bạn. Ha. Đó, thấy là lúc đúng kia à, quá trời luôn. Giờ đến mình quay cái cây mãn cầu mà đang cắt chuỗi cho bạn xem. Đó là sau khi mà thu hoạch một vụ vậy đó là cắt chuỗi hết. Bởi vì các bạn thấy cây mãn cầu không, mình quay lên cho bạn xem nè. Nó đều đang đúng không bạn? Ha, nó đều, nó tròn đều á, cắt giống như cắt bonsai vậy đó. Một năm vậy cắt hai lần luôn hả, cứ mỗi vụ là cắt. Thì ở đây á là khu vực bờ hồ Dầu Tiếng các bạn. Các bạn biết hồ Dầu Tiếng thì là cái hồ mà được lớn nhất ở trong cái khu vực miền Nam mình đó các bạn. Hồ Dầu Tiếng lớn hơn hồ Trị An nữa các bạn. Cái hồ này giáp danh bởi ba tỉnh các bạn, tỉnh Tây Ninh,
rồi tỉnh Bình Dương, rồi tỉnh Bình Phước nữa các bạn. Đó, hầu rất là lớn luôn ha. Bây giờ để mình đi, mình qua cho các bạn xem cái bên đây là cắt rồi đó, bên đây cây đã cắt rồi đó các bạn, còn cây này thì đang có trái ha. Đây các bạn, sau khi mà thu hoạch xong á thì cây mãng cầu được làm sạch như thế này đó các bạn, thấy không, cắt vậy tốt, nó sạch bóng, bây giờ như là mình cắt cái mai mà qua cái mùa tết đó các bạn. Để mình bước cho các bạn xem ha. Đó, cắt được cho rồi thì các bạn thấy là cái cây này á, là cây đã già các bạn nè. Cái cây, cây mãng cầu tuổi thọ nó không được như lâu, tầm khoảng 10 năm các bạn đó. Cái cây này chắc cũng cũng 5-7 năm gì đó, cái cây nó bắt đầu xuống cấp rồi nè, mà thấy không, cái thân nó bị hư đó, từ từ là cái tuổi thọ nó hết đó. Dòng đời của cây mãng cầu thì tầm khoảng 10 năm các bạn, sau khi các bạn thấy là lấy trái xong người ta cắt hết. Thì các bạn thấy để ý có cái, có những cành nhánh này không, là nhánh thở nè các bạn, giống như mình chơi cây đó thì cắt chuỗi hết thì xa xa trường nhánh thở ha. Đó, trường nhánh thở cho cái cây nó hoàn hợp, rồi tiếp tục là bắt đầu vô phân xịt thuốc thì cái cây bắt đầu nó đâm. Bạn thấy nó đang nhú ra quá trời luôn rồi đó nè, nó đang nhú ra, bắt đầu nó chuẩn bị nó ra, nó bắt đầu nó ra trái luôn bạn. Phải mỗi lần cắt bẻ thì nó vừa ra bông vừa ra trái, thì trong khi đó người ta kết hợp người ta bỏ phân kìa. Bạn thấy là phân này là phân bò đó bạn, phân bò người ta đổ đại vô đó, rồi phân cho gì đó đổ đại vô đây. Cứ mỗi lần như vậy là phải đổ phân xuống bạn, rồi sau khi đó thì cái cây nó ra qua, bắt đầu người ta mới đi chấm bông nữa. À, người ta dùng cái phương pháp là lấy cái bông này chấm qua bông kia đó bạn, cho nó đậu ha. Xong rồi bắt đầu mới là, sau khi mà đậu rồi đó thì bắt đầu mới đi tiễn trái các bạn. Nhiều công đoạn lắm, trái nhỏ mà bị móp méo tiễn bỏ hết, rồi lại tầm khoảng một cây gì từ khoảng 50 trái thôi bạn. Đó, để mình qua đây mình cho bạn xem là cái cây đang có trái nè. Thì nãy có chui vô cái vườn này đắng á, là do là cái mùa này nó thắt cái vườn bên kia đạt đó các bạn, cái vườn kia là trái quá trời luôn á, còn cái vườn bên đây thì nó không có được đạt nè, trái như là không có được, không được cỡ 50 trái đâu. À, để mình cho bạn xem đó, đây nè các bạn nè, thì cái trái này là chưa có chuẩn bị vô bầu các bạn, đó, nó mới lớn nè, thì nay mai là người ta sẽ bỏ cái bầu bao lại. Thì Tắng nói là cái vườn này nó không đạt nữa bạn, là trái nó không được nhiều ha nè. Đó, người ta lựa cái trái đẹp vừa lại đó, mình thấy cũng lũ cũ chứ nè, tính ra cây này cũng nhiều nè. Đó, hồi nãy Tắng này nó nói cái vườn này không được đạt ha, là nó cũng có năm thắt năm trúng nha bạn, chứ không phải lúc nào nó cũng thắt không đâu, nó cũng trúng không đâu. Đó, mà thấy là cây nó nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà cái tán thì rất là đẹp. À, được cắt để nó giết nó, bạn thấy lúc cắt xong cái nó đâm ra nè, thì nó đâm ra là nó sẽ có trái thôi. Thường thường thì một cành để một trái các bạn, mà do cái này là thắt mùa rồi ha. Đó, thành ra là cũng hên xui nữa, có khi thắt cái chúng các bạn đó. Thì cây trái cũng vậy, mình làm cây bonsai mà bông mai rồi đó cũng vậy các bạn, có khi nó cũng ít bông, có khi nhiều bông chứ đó, cũng tại gán vậy ha, nhiều khi thời tiết ảnh hưởng tất cả các thứ. Đó, thì hồi nãy ông Tấn nói là vườn này không có đạt các bạn, trái ít quá, thừa quá ha. Đó, mãng cầu nổi tiếng các bạn, nổi tiếng của núi Bà mình á, núi Bà đen Tây Ninh á, là thương hiệu mãng cầu. Đó, ở ngoài miền Bắc thì ta gọi bằng trái na đó bạn, trong miền Nam mình gọi là trái mãng cầu, gọi là trái mãng cầu dai. Thì giống này cũng là giống mới các bạn, chứ không phải là giống xưa đâu. Giống cầu này là gọi là giống cao sản nè, trái nó vừa to mà nó vừa bự, nó vừa sai nữa bạn ha. Đó, thường thường thì những cái cây mà nó mới á, tơ đó thì trái nó nhiều mà nó bự. Còn mấy cây này thì cũng nó cũng tuổi đời nó cũng nửa dòng đời nó rồi các bạn ha. Đó, thì hôm nay có dịp đi vô chỗ ông Tắng chơi, mình cũng ít khi nào vô vườn Tắng các bạn, lâu lâu thì nó có dịp đi lặn. Rồi bên kia đó là Minh Mông Đại Hải các bạn ha, có vườn thì đang ôm trái, có vườn thì đang bao trái, có vườn thì đang tỉa. Thì do là làm không có làm đồng lọt các bạn, bởi vì cái mãng cầu thì nó rất là dễ làm trái, thành ra người ta
không làm một lọt, lý do nếu mình làm một lọt thì nó lại là nó trùng với nhau, thành ra vườn làm trước vườn làm sau vậy đó. Thì có cái trái măng cầu đi ra thị trường hoài luôn, bạn thấy là lên núi Bà lúc nào cũng quanh năm ha, lúc nào cũng có cái trái măng cầu hết đó. Những cái này là không mấy gì đạt nữa bạn, nó mấy méo nè ha. Thường là người ta để là cái trái mà nó gai nó phải đều tròn, còn trái méo vậy thì nó nè thì nó cái cơm ở trong nó không được đạt nè, bạn thấy nó méo không. Nhưng mà này cũng không không đến đổi mà cũng cũng được, tại cái này nó còn do nó còn nhỏ, trái nó bự lắm, trái tầm khoảng nửa ký các bạn ơi, bự lắm ha. À, bữa nay mình vô thì không có cái cây nào mà có trái lớn, không có trái lớn vậy cho bạn xem. Rồi chắc mình dừng cái video tại đây các bạn ơi, thì hôm nay có dịp đi vô chỗ thằng Tắng á tham quan vườn mãng cầu chơi. Đây nè các bạn thấy bên đây nè, đang đổ phân bò quá trời luôn ha. Đó, vô phân dưỡng lắm các bạn, thường là người ta dùng phân hữu cơ kết hợp với lại thuốc dưỡng đồ xịt bên trên đó. Thì hôm nay có dịp vô tham quan vườn quay lại bạn xem chơi cho vui đó, cái cách bà con ở đây người ta làm mãng cầu các bạn đó, làm được những cái mãng cầu mà cho trái mang cái thương hiệu mãng cầu núi Bà rất là nổi tiếng các bạn ha. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.